Các nghị sĩ Philippines kêu gọi chính phủ nước này yêu cầu Mỹ trả phí cho việc Washington hiện diện quân sự trên lãnh thổ quốc gia Đông Nam Á. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14 tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương yêu cầu Mỹ dừng can thiệp vào công việc nội bộ và gây hại cho an ninh của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Francis Escudero cho biết ông ủng hộ đề xuất của nhà lập pháp Ronald de la Rosa nhằm để quân đội Mỹ trả tiền cho sự hiện diện quân sự tại quốc gia Đông Nam Á. Ông Escudero, một luật sư cho biết, Mỹ thường trả tiền cho các nước họ đặt căn cứ để trang trải chi phí xây dựng, duy trì các địa điểm và trả tiền thuê hoặc các khoản bồi thường. South China Morning Post đưa tin, các nhà lập pháp Philippines đã thúc đẩy chính quyền nước này sửa đổi hai hiệp ước quốc phòng với Mỹ để đồng minh an ninh lâu năm phải trả phí sử dụng các căn cứ quân sự của Manila. Chúng ta cần phải đề nghị Mỹ trả phí. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14 tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương yêu cầu Mỹ dừng can thiệp vào công việc nội bộ và gây hại cho an ninh của Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương yêu cầu Mỹ dừng can thiệp vào công việc nội bộ và gây hại cho an ninh của Trung Quốc.